mình dùng pin thì mình để đây, Ừ, còn cắm mình điện cắm điện hợp lý, mình hợp bỏ ra lý. ra. Thế mà cái dây này mình không thích thì mình quặn nó vào đây. Con này đắt không? Con này bao tiền? Cái này thì hơi đắt tí này, cái này khoảng 1,4 triệu thôi, nhưng mà nghe tiếng ấm lắm, bởi vì là cái con này nó là dòng hai loa anh ạ, tiếng rất là ấm. Đây em để thêm con Sony này nữa này. Sony này, Sony vỏ nhôm nhá, cái này vỏ nhôm anh ạ. FM90, con này FM90 thôi. Mặt trắng rất là đẹp. Đấy, em về mấy con Panasonic này. Panasonic toàn 108 hết. Đấy, cái này cái dòng này cái là mọi người 8. Rất thích. Bởi vì là cái này là nó rất dễ sử dụng. Đấy, người ta rất hay mua tặng cho các cụ. Các cụ già. Anh tặng ông cái đấy. Mua mua tặng người ta rất thích bởi vì nó rất dễ sử dụng. Mà có cái quay sách con này này bao tiền? Con rẻ rẻ thì ta mua cái. Con này bán hữu nghị cho các anh khoảng 700. Em toàn bán 800 với 750. Đấy, đây, cũng thế thôi. Đây, về được 1, 2, 3, 4, 5. Con kia là 6. Một con nữa nhỉ? Con nữa là 7, 7 con to mà. Con một con. Con này mấy đồng? Con này con mới hả? À, con này 800 anh ạ. Đấy á? Vâng. Ở đâu? 8 con, 7 con dưới mà. Con đấy còn ai kia? Con em để ở góc kia. Ca mắc COVID-19 tại thành phố Hà Nội đang tăng rất nhanh và sẽ tiếp tục tăng nhanh khi các hoạt động kinh tế. Trung Quốc Anh đã ký ban hành hỏa tốc số 26 về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát COVID-19 trong. Đấy, nội thất của nó rất còn rất mới nhé. Đây này, để ông thiết lập trạm y tế lưu động. Ông Đặng Thành Công, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Liễu Giai. Còn này còn mới tính nha. Đối với trạm y tế lưu động thì phường đã khảo sát và dự kiến hai trên cái trạm y tế lưu động. Cũng chạy chạy đồng hồ, vừa nghe radio vừa chạy đồng hồ, màu đỏ rất đẹp. Tôi về hai thập 12 ủy viên đấy, con này chất nhìn cái mình nhìn cái nội thất của nó rất là như con này rõ không, cái đấy nó không quan trọng anh ạ, cái đấy thì là nó để đi để gì đó tiếng vô nó thứ nào đây. Em có mấy quả tiếng vô. Con Fuji. Fuji của Nhật. Con này bao nhiêu tiền? Con này em bán là 400. Gọi 400 này, bắt 9 kênh sóng này. Hầu như các cái đài của quốc tế là mình bắt được hết. BBC rồi Bắc Kinh rồi là châu Á tự do các thứ là mình dò đúng vào cái thời điểm của nó là mình bắt được. Nói đây. Không, bắt được anh ạ. Đây này, con này là nó bắt các cái sóng này, đài sóng này, đài sóng của quốc tế này. Các múi giờ nó chia ra này. Hợp lý, 400. Đây này, cái anh nhìn cái anten của nó là anten chuẩn của nó luôn. Đấy, chứ bình thường cái anten, các anten kia thì nó ngắn thôi, nhưng cái anten này anh nhìn thấy nó rất là dài. Nó hết đi rồi. Tôi cũng đồng quan điểm với chị và tôi cũng tin tưởng rằng đây cũng sẽ là nguồn động lực để mà tiếp thêm sức mạnh cho việc vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và chúng tôi cũng xin chúc cho những ước mơ của Lập sẽ sớm trở thành hiện thực và em có thể vững bước trên mỗi chặng đường tiếp theo. Còn bây giờ, mặt trước rất sáng nhé, mặt sáng trong đưa nước sạch đến với vùng đồng bào Pa Co Vân Kiều mới thì gần như mới tinh luôn. Chị thì mời các đồng chí và các cái bạn hàng ngày qua mỗi ngày hàng này chất lượng cao và ca sĩ Hùng Dũng thể hiện hàng chất lượng cao. Đây là nghe hai em là từ nghe nó ở đây không có tiếng sôi nhỉ. Cái nội thất của con này dày đặc luôn. Hai hoa nó là một thị phần của Sony. Cái này Sony là nó mua thị phần của Hai Hoa này. Mua bán nhau.
mà nên là cái chất lượng của Aiwa nó rất là tốt. Vào da mới thân của nó là cùng màu luôn. Con này là cắt xét là hướng. Vâng đúng rồi, con này còn cắt xét à? Có cả đồ ấy ra đây à? Có đồ AB rồi kìa. Vâng đúng rồi. AB không? Có. Không AB đúng không? Đây. Đây anh nhìn con này này. Nghe to này. Ờ nhưng mà sao muốn được rẻ rẻ tí. Cái pin nó nóng hay gì. Con này còn nói không cơ? Con à? Con này này. Nói chung là những con ở đây là đều nói hết. Con này rồi. Con này đẹp quá, nhưng con này chỉ có ai em không có cái em. Bé. Nói chung là những cái hàng này nó chỉ cái hàng ngày xưa mà. Chỉ nút túi một loại thôi thì có em. Thì nó đắt hơn như quả gì đó. Thứ món đỏ là anh xanh đỏ đẹp hơn, màu xanh. Anh lấy được thì lấy cho em. Thử đồ thử có đỏ kìa. Đấy. Chứ còn có tỏ cái to. Chủ yếu là cái món này. Cái món này tôi không thiếu. Đúng rồi. Này xuống đây thì vui vẻ, nó hợp lý thì lấy thôi. Đúng rồi, anh em cứ phải nói rõ ràng. Không thiếu chút. Bây giờ em. Đấy, cái gì đây nó đầy màn hình chưa? Là do hệ là hệ thôi. Vâng. Thôi thế đó. Còn chỉnh được nhưng mà chỉnh được hình. Con lấy con đỏ này thôi. Đó, nhưng mà không được thử chắc con này chắc con đúng rồi. Con đúng được coi hình như kia không? Ừ. Chắc được. Chắc đúng được coi hình như kia không? Hình kia. Mà không như nhau. Không, chắc không coi như thế. Coi như nhau. Chắc rồi, nó như nhau mà. Như nhau. Đúng rồi, như nhau. Anh đếm với đấy, đếm với đấy. Đúng rồi. Ừ, nhớ lấy lên này. Trăng đêm hai người chưa hết chuyện tâm tư. Tuyết xưa rơi lành đời. Nghe tâm hồn giao duyên muốn đêm nay thật dài. Nó chuẩn nó lên có cái nè, suốt phút này dùng đèn này sửa đài nó lại suốt hết mặt rồi. Vừa thay mặt loại đây, chú hay thay mặt hết. Chủ nhân sở hữu cái này. Đấy, thêm nắng mai. Đấy. Mỗi ngày lượt gặp là suốt hết rồi. Mỗi thay mặt này sửa nói hai lần cho em cho nắng chết trên sông già. Đây là đây còn trong. Nếu là tình vật của những gỗ này không có gì hoàn lắm. Sau giờ chúng ta vui trong mùa đông giá tình mưa xa nhau như anh quên nhau như anh đã biết sâu duyên gian dở hay cô đơn. Bật điện này, đang vui thì đứt dây đàn. Điện đây quay thẳng rồi.